كانت العود đồng hành với một vai trò rất là mới của ngày hôm nay. Em sẽ là MC dẫn dắt chương trình của liên thi loại ngược dòng Miss Emitter Loto Đà Sài Gòn Tân Thời năm nay. Rồi kính thưa quý vị, bây giờ không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, trước khi bắt đầu liên thi thì ngay từ bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu, cùng chào đón qua ban giám khảo thật là hùng hồn của đêm tối ngày hôm nay. Vâng ạ, giám khảo đầu tiên xin mời người đẹp Sam Sam. Kính thưa quý vị, một trong những người đẹp không thể thiếu của ban giám khảo, người đẹp Mông Cổ, Vũ Cẩm Nhung. Chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu cũng như là quý khán giả đang xem livestream mà. Xin mời chị Nguyên. Và lời nói đầu tiên cho Lâm Nguyên xin được gửi đến toàn thể tất cả quý vị có mặt tại 141 Bắc Hải, phường 14, quận 10 cũng như tất cả quý vị đang xem livestream của Đồng Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Xin được kính chúc tất cả quý vị một đêm xem chương trình ca nhạc vui tươi và gặp nhiều may mắn. Lần đầu tiếp theo, lần xin gửi đến tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại sân khấu C30 cũng giống như là quý khán giả đang xem qua livestream. Lời chào trân trọng nhất ạ. Thank you. Và Sang Sang cũng chào như trơn. Và lần nói thứ tư, Cẩm Nhung gửi lời chào y chang như vậy. Thank you. Rất là có tâm và có lòng nha. Dạ. Kính thưa quý vị, trước khi mà bắt đầu đêm thi ngày hôm nay thì cho em hỏi ban giám khảo mình là đêm nay là đêm thi loại ngược dòng của các thí sinh, thì không biết là tiêu chí của mình ngày hôm nay chấm điểm có khác gì hơn so với những đêm trước không ạ? Kính thưa quý vị, chắc có lẽ là tối hôm nay sẽ là một cái đêm rất là khó cho ban giám khảo, bởi vì thật sự cái top thí sinh mà bị loại đó quý vị là những cái thành viên của Sài Gòn Tân Thời rồi, và các bạn cũng rất là xuất sắc. Thậm chí mà khi mà được hoạt động tại Bình Dương khoảng cái chừng những ngày mà bắt đầu vô Sài Gòn Tân Thời tới bây giờ thì các bạn làm rất tròn vai trò của mình, cho nên là phải nói là để hôm nay mình chọn bên một người, chắc có lẽ là Lộ và ban giám khảo cũng không phải là người quyết chính, mà sẽ nhờ vào tất cả quý vị nữa, sự ủng hộ của quý vị sẽ là điểm số rất quan trọng cho các bạn ấy. Dạ, rất là cảm ơn chị. Rồi tiếp theo xin mời người đẹp Sang Sang đi. Người đẹp Sang Sang, chị có chia sẻ gì về đêm thi ngày hôm nay không ạ? Hôm nay là một đêm đối với Sang Sang là cũng rất là lo cho các bạn. Từ khi mấy các bạn đã gọi là tập chọn rất là kỹ để trở lại đầy ngoạn mục đêm nay, thì đêm nay mong rằng các bạn đều có đủ sức khỏe để chiến đấu, thật là chiến đấu, thật là phải thắng nha. Các bạn hãy đăng ký kênh, bấm vé vào dòng chung kết xếp hạng nha với các anh nha. Rồi cảm ơn chị Sang Sang. Tiếp theo thì em xin mời mẹ La Kim Quyên. Trời ơi, bây giờ mẹ cho con hỏi là đó, một trong những người nghệ sĩ ra 3 MV trong vòng 1 tháng quý vị. Dạ, chị có chia sẻ gì đêm thi ngày hôm nay không ạ? Và kính thưa toàn thể tất cả quý vị, và theo như tiêu chí của đoàn là trước mắt là chúng ta phải tìm ra một người xứng đáng, và hôm nay sự trở lại của các em đã được bị loại những vòng trước, nhưng mà thật sự luôn các em đã cố gắng và qua từng vòng loại cũng như là qua từng đêm thi thì các em đã cố gắng bộc lộ hết khả năng và tài năng của tất cả các em. Và ngay từ bây giờ Quyền chỉ mong mỏi là các em phải thật là tỏa sáng trong cái đêm diễn, tại vì mỗi một đêm thì sẽ có nhiều chủ đề, nhiều khi những chủ đề đó không phải là thế mạnh của các em, nhưng mà hôm nay Quyền tin chắc là sự nỗ lực, sự cố gắng của tất cả các em thì sẽ là một đêm có nhiều màu sắc để tất cả quý vị có thể là cùng chiêm ngưỡng.
Vâng ạ, à, cảm ơn bạn Quyền. Vâng ạ, à, trước khi bắt đầu đêm thi thì chắc có lẽ là xin mời chị Lộ Lộ sẽ nói về thể lệ của đêm nay một chút xíu cho tất cả các bạn cùng lắm được ạ. Thank you. Kính thưa quý vị, và thể lệ của đêm thi hôm nay rất là đơn giản quý vị nha. Các bạn thí sinh lựa người dòng sẽ có một phần thi tài năng, và tài năng thì các bạn sẽ tự chuẩn bị và tự chọn tiết mục cho mình luôn. À, sau đó, sau phần thi tài năng, các bạn sẽ ở lại sân khấu để bốc thăm đối thủ để thi đấu trực tiếp, có nghĩa là để so tài trực tiếp phần Kiloto. Và chúng tôi đã chọn ra những ứng viên vô cùng mặn mòi của Sài Gòn Tân Thời, là những thành viên đã có khán giả ủng hộ rất là nhiệt tình trong suốt thời gian qua. Thí dụ giống như là Phía Thất Đến Lậu, Hương Hỏa, Bích Tư, đó, những cái người rất là mặn mòi, thì các bạn ấy phải đấu và phải cân tài cân sức để giành một cái tấm vé thuyết phục ban giám khảo để được đi tiếp vào cái vòng chung kết xếp hạng. Và kính thưa quý vị, phần hấp dẫn nhất chắc có lẽ là chúng tôi xin cảm ơn một lần nữa đến nhà tài trợ ẩm thực Trần, đến Đà Nẵng ăn đặc sản Trần đã hỗ trợ giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt cho top thí sinh bước vào đêm chung kết xếp hạng. Wow, cảm ơn chị Lộ. Thật sự khi mà nghe giải thưởng xong thì muốn là cái năm sau đi thi. Ok, em có thể nghĩ là MC và là thí sinh năm sau. Thôi, thật là rồi, kính thưa quý vị, ngay từ bây giờ chắc là không để cho tất cả quý vị chờ đâu lâu hơn nữa. Thì bây giờ em xin mời ban giám khảo mình sẽ về chỗ để đêm thi chúng ta được bắt đầu ạ. Vâng ạ, xin mời chị. Thưa quý vị, ngay từ bây giờ không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chắc có lẽ là chúng ta dành một tràng pháo tay cho thí sinh đầu tiên, thí sinh Lâm Nhật Nam. Trong lúc chờ đợi, mọi người đợi chút em 3 giây để em sửa lại cái ghế cho quý vị ơi. Và phần thưởng tài năng của em Lâm Nhật Nam xin kính. Không biết giờ này Tha đang ở đâu ta? Nhớ Phao, biết em đang làm gì không Phao? Anh cứ ngồi đây mà em, chỗ mà chúng ta ngày xưa đang hẹn hò. Tha! Tha! Nhớ em lắm. Em sao vậy? Dạ dạ, em không sao. Em sao hả? Dạo này em khỏe không? Anh thấy em cũng tròn tròn, mũm mĩm. Chắc em ăn được ngủ được lắm đúng không? Dạo này em hạnh phúc không em? Phúc. Em sao vậy? Hạnh phúc.